Ốc Mì, huyện Bát Sát là một xã biên giới của tỉnh Lào Cai. Phía bên kia dòng sông Hồng là Trung Quốc. Đây cũng là một trong những xã đầu tiên đón dòng sông Hồng chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Và cũng ở nơi này, năm 2010, một xóm làng mới được lập ra như một sự khẳng định về chủ quyền biên giới lãnh thổ Việt Nam. Người dân Cốc Mì gọi nơi này bằng cái tên thật nhiều ý nghĩa, thôn Tân Giang. Thế nhưng, cuộc sống của bà con ở đây sau 5 năm vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nhưng giữa núi đồi chập trùng vẫn có những câu chuyện cổ tích được viết nên bởi những tấm lòng sẻ chia. Trong thôn này là có 27 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo. Và lý do là hộ nghèo là vì là dân là nhà ở trong thôn này là trồng trọt thôi. Đấy, chủ là nhà nông chính thì không có quan việc làm, toàn là trồng trọt, chủ là dự vào cái đồng ruộng đồng nương thôi. Thì thiếu đất sản xuất, một số là như là chưa cần được học hành và chưa được biết tính toán. Thế thì hơi vất vả về cái phát triển kinh tế. Không là mỗi nhà nó qua tới bây giờ là bây giờ tôi là tôi ở quán này tôi là chúng dòng hoàn to mà quán này là giỏi nhỉ chúng mỗi nhà gì thì tôi họ là để nó tôi sạt tôi cũng chưa tàu luôn mà tàu tôi chân đạp bên nhà bên gì thì tôi thua ba tàu bê tàu nọ mà nếu bọn thế giống là con rùa thì là tàu nhà nó thì tôi đào rò thì tàu nhà nó hết ta sửa bể chúng mỗi thay liên thay ăn thì nó mà thế thì mỗi giỏi nhỉ cho mình rồi mà lúc chơi mà thì cũng chưa tôi là xe tàu rong thì tôi sửa cũng chưa mỗi lúc chơi nhà chưa. Thôi con chưa chỉ được món nhau nào thế dù chỉ là muốn chỉ tiêu hậu lý thế tôi chưa tập quen nhận trái thế nọ thế chỉ mua tôi chỉ mua thế do dấu tay nọ do ngay thế nọ chưa trái thế nọ nhiều hay thế thằng chưa học quen nhận dấu đã dấu thổi thế là nọ chưa thằng trái thế mà chúng mua chắc kia là mua kỳ mua giờ là có tua thế là nọ ha tôi chỉ hết trồng trái mình chỉ tay nhiều thôi tôi chỉ mua chắc kia thế thằng do chỉ dấu tay nhiều. Thế thầu chúng mua xuống nào là dù rất xa tê dù đi ở dọn xe chỉ ở đây đi bây giờ thêm xe tôi chơi xuống nào đi hàng chơi mua cho tê ô chơi mua cho tê vừa đồng chí tên đó chơi dù chúng mua cho nó chơi chỉ tên đó nó khi dọn xe mình bỏ bát tê ha dọn mình không được tê chơi là tê bỏ mua cho dù quá tôi chỉ mua nhiều, chỉ mua chỉ để thế cho để chỉ lo tiền rồi lo tiền nhỏ, bắt đầu dùng rồi, dùng bao nhiêu nó là bao nhiêu bao nhiêu thế, thế thì mua bao nhiêu tôi sẽ thế rồi, chỉ mà giờ chỉ mua chỉ lo tiền rồi tiền làm sao dùng tôi chỉ mua bao nhiêu tôi sẽ thế hơn, chỉ dùng nên nhỏ dùng chỉ bỏ cả xài lịch chẳng chỉ hết rồi nhỉ, chỉ dùng bỏ cả muốn nó thế, chỉ dùng nhỏ chỉ dùng nhỏ khâu khó thế sự, mình lo lắng thế sự. Thì hồi tôi vào chế tôi chỉ mua chỉ theo tôi thổi giờ tôi thấy mua giờ mua con chưa giờ là thì ba giờ theo tôi dùng gì chỉ mua theo thổi thì tôi giờ trở nhiều là giờ họ chỉ chờ xếp lan thôi và con chưa ba giờ chỉ chờ xếp lan này.
à thế nhà cô trên là nhà cô mốt rồi nè à thế tại đây là cô nhà cô mình nhiều mà cô tiền phát mình còn cho cô vác cô trên từ nhỏ ở địa tây mà sẽ biết phải chút tàu mà mình cho cô vác cô trên từ nhỏ anh em của nó nay là xe tàu khác là xe này phải chạy tàu này lúc nay nhưng mà nay xử trà mà nhưng mà nay cứ rong là cứ rong cái là thứ là gì là thứ là xong rồi cứ rong luôn nhau là nhà nó thứ là sửa mấy từ mình nữa nhà nó thứ sửa tàu nay rong à của trai hay mà nhà chúng ta đại an là thấy chỗ trang hay mình rồi rồi à đã rồi thứ rong nọ mà nếu tôi thấy rong là rong rồi thì là rong nhà nó chứ ở đâu rồi thì tổ nhân nó hết đã sửa bảy chúng mà tha liên tha ao thì nó nằm lại thì nó mới tỏ thị cho mình rồi mà lúc chế mà thì ở khu chỗ thì ở xe tàu rong thì biết sửa khu chỗ mới lúc chế nhà chưa rồi thì cho là có tối lúc chế giờ lúc chế cũ mình rồi đã sửa mà thì là lúc chỉ trồng nản tu là thì là trồng nho là thì là trồng nho ảnh kia họ hải trồng thì là trồng trồng thì mà những cái này cái chỉ sửa đất gì chỉ sửa chúng ta tu nhìn thì là trồng rong tôi sửa trồng lên mà những cái chúng một cái là thì là trồng rong lên mà mua từ trước đó mà cũng như là sửa là sửa ba mặt tàu hay là tay tay nó tay mình gì thế, vừa cho là chèn nhau tay, tay chỉ tàu tay chỉ tay chỉ tàu tay thầu, chỉ tàu nào là tay do mỗi giờ chỉ tàu là phải đầu hàng gì gì, chỉ tàu lưu lượng gì, chỉ mua lê tay thầu, chỉ mua đây tay tay chỉ tàu hàng đầu tay tay thầu có đây nhá, cũng muốn vừa là tay lê ha, ta chỉ cứ vừa cho là vừa tàu nhập mua tay thầu chỉ mua đây vừa chỉ tàu đâu, tay thầu tàu mua nhập cổ xương tay, rồi cổ xương nào là do bách xương tay. Tôi bắt chế tôi chỉ mua chỉ để tôi thổi giờ, tôi thấy mua giờ mua con chó giờ là ba giờ tôi dùng gì, chỉ mua tôi thổi thứ cho trẻ như là gì ho, chỉ cho chấp lan thôi, và con chó ba giờ chỉ cho chấp lan này. Sao tôi lúc chế dùng hết, sao tôi lúc chế hết sao tôi chỉ tìm món nào thì cho là thế giờ. Tôi được quan nhung từ tôi cho là tôi lấy cho thêm đây sẽ nó cũng tầm dự vô hội nghị về sẽ đổ số tầm nó chú mọi cái chương trình hỗ trợ bò tôi cho ở chỗ công ty chỗ Viettel và thế mà giờ chỗ cho tôi nảy cái sáng gì giờ nó bó tha có hỗ có hỗ trợ chợ của tôi chỉ chỉ có xây nhưng mà gì nó anh ấy cũng để mấy trẻ nó cũng hay nó bây tổ thi rất mấy tổ plus tổ ấy mà bây trả lúc muốn bỏ trời nha giờ đi là châu tú nó đi giờ thổ từ ma tô ha bố ma tông bố à thiết tông bò nó giờ chỉ muốn bỏ cho ngồi cho hộ nghèo cho tổ thế này sợ giờ chỉ họ củ chua nếu giờ trong công ty chỉ khét chơi tổ nhiều ca nhà à xin nó khá tốt xịn đi con mà nó về hay là chỉ chỉnh cho nhiều ca mà chỉ đầu tư là chú nó mua kỳ tài đầu tư thì mà chú ta khác cũng mà ta thông báo thì bắt chống cho số của mà ta mà cũng mà hỗ trợ xe mà tôi xin mong nhân trả xin à mua lệnh nhập cam ừ ở sài thành ở tôi mới nhớ chỉ do á ở nhà lên chi ở nhà chi số nhà lên chi tế cứ cứ là tôm bò là để vào yêu tới à đi thành nó à hà nè chị la li à bớt thay hết bộ tao nè à biết xin đi nè giờ có giờ có tao tao chỉ sang nhận cho chắc danh sách ai bớt thang con mà giờ thì cho thứ bảy tuổi giờ cũng có chỉ sang bao luôn mà chỉ cái gì ta mua cơ hội thì được bảy tuổi thì giờ chỉ bao là chỉ có sai
có trồng được con bò rồi, tía khao cho anh em mới thằng trai bia nhá. Vâng. Làm cho nó vui, để cho nó sau này nó để con tốt. Anh em được, để được nhiều cho anh con nhá. Sì, sao tôi mà, sao tôi nhưng là cái gì tôi ít tuổi nữa, gì tôi dùng gì cái trong lo cho là cái này tôi lấy chút thanh tê, gì thế lấy mua, cho là gì tê mình nhỏ tê, cho là tôi cũng lấy chút thanh, thì cũng tôi này cho là xây, tôi này lấy chờ chờ cho là cũng lấy chút thanh vào, sau này nhưng là cho là xây chút thanh xây. Cũng muốn qua lời tên liên hệ ta xì cô qua cho là qua tàu nhập mua tê thổ chỉ mua đây qua chỉ tàu đó tê thổ tôi mua nhập cổ sinh tây thì rồi cổ sinh là rồi do pet sinh tây. Tàu nhập qua chỉ tàu mua nhiều đàn nó cô giờ ấy từ tiếng này chẳng nhìn ta xì nhìn nó một con chó mới nhận được cho cô là cô chỉ là cô chỉ tới cô chỉ là nên chơi như này.